Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và hôm nay là Apple News số 145. Nhiều fan của Apple cho rằng iPhone 13 sẽ đem lại sự xui xẻo. Vì vậy, họ muốn Apple đổi tên cho thiết bị này. Theo một khảo sát mới đây, cái tên iPhone 13 gây khó chịu cho khoảng 18% người dùng iPhone và iPad. Những người sợ số 13 và cho rằng con số này đem lại sự đen đủi. Cái tên mà họ muốn Apple sử dụng là iPhone 2021. Nhiều người cho rằng Apple nên sử dụng cách đặt tên giống như máy Mac và iPad. Đó là thay vì dùng những con số liên tiếp thì sử dụng tên sản phẩm và năm ra mắt. Chúng ta có iPad Pro 2021 hay MacBook Pro 2021. Vì vậy cũng nên có iPhone 2021 và iPhone Pro 2021. Tuy nhiên, cái tên iPhone 13 cũng chưa được Apple xác nhận là tên gọi chính thức của những chiếc iPhone ra mắt trong năm nay. Theo một báo cáo khác từ TrendForce, Apple có thể sẽ sử dụng tên gọi là iPhone 12s thay vì iPhone 13. Nhưng dẫu vậy thì năm sau, Apple vẫn buộc phải sử dụng tên iPhone 13 và điều đó có thể khiến cho nhiều người dùng cảm thấy không thích. Cuộc khảo sát của SalesCell cũng hỏi mọi người về cảm nghĩ của iOS 15 và iPadOS 15 mới ra mắt. Trong đó, 19,3% người dùng cảm thấy hứng thú, 28,1% cảm thấy hơi thích và phần lớn là 52,6% cảm thấy không thú vị chút nào. iPhone 12 mini đã đạt trạng thái hết vòng đời vào đầu quý 3 năm 2021 do doanh số bán hàng quá thấp. iPhone 12 series của Apple đã rất thành công nhờ vào thay đổi thiết kế và nâng cấp hỗ trợ 5G. Tuy nhiên trong đó, iPhone 12 mini lại là một sự thất bại của Apple. Doanh số của iPhone 12 mini quá thấp khiến cho Apple quyết định dừng sản xuất iPhone kích thước nhỏ gọn này. Theo báo cáo của TrendForce, iPhone 12 mini đã trạng thái hết vòng đời vào đầu quý 3 năm 2021 khi doanh số bán hàng quá thấp. Apple vẫn sẽ bán nguồn hàng hiện có trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, iPhone 12 mini chính thức bị dừng sản xuất vĩnh viễn. Việc dừng sản xuất rất sớm đồng nghĩa với việc iPhone 12 cũng sẽ chính thức ngừng bán trước khi iPhone 13 ra mắt vào tháng 9 năm nay. Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max kỳ vọng sẽ được Apple tiếp tục sản xuất và kinh doanh. Bất chấp doanh số thấp, Apple vẫn lên kế hoạch ra mắt iPhone 13 mini kế nhiệm chiếc iPhone 12 mini. Tuy nhiên, bài học rút ra có thể khiến Apple giảm sản lượng xuất xưởng của iPhone 13 mini và tập trung nhiều hơn cho những mẫu iPhone màn hình lớn. iPhone 12 mini có kích thước màn hình là 5,4 inch với cấu hình tương đương như iPhone 12. Tuy nhiên, chiếc iPhone nhỏ gọn này có một nhược điểm rất lớn, đó là dung lượng pin. Xu hướng ưa chuộng những chiếc smartphone nhỏ gọn cũng đã không còn nữa khi mà người dùng đã quen với trải nghiệm trên những thiết bị màn hình lớn. Cơ quan giám sát chống độc quyền tại Đức mở cuộc điều tra về Apple về việc Apple lợi dụng vị thế của mình chèn ép các đối thủ cạnh tranh. Chủ tịch cơ quan giám sát chống độc quyền Liên bang Đức FCO cho biết, mục tiêu trong cuộc điều tra là hoạt động của App Store. Trong nhiều trường hợp, kho ứng dụng của Apple tác động đến hoạt động của các bên thứ ba. FCO cũng cho biết đang xem xét các thủ tục tiếp theo để chống lại Apple khi hãng này khiếu nại về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, như tự cài đặt các ứng dụng của riêng mình trên các thiết bị thay vì để cho người dùng tự chọn ứng dụng. Phản hồi lại tuyên bố từ FCO, người phát ngôn của Apple cho biết App Store mang đến cho các nhà phát triển phần mềm tại Đức cơ hội như nhau. Hãng mong muốn thảo luận một cách cởi mở với cơ quan giám sát chống độc quyền Liên bang Đức về cách tiếp cận với người dùng cũng như bất kỳ vấn đề nào mà FCO quan tâm. Apple là công ty công nghệ thứ tư bị FCO điều tra. Trước đó, cơ quan giám sát chống độc quyền Liên bang Đức đã mở cuộc điều tra với Google và công ty mẹ Alphabet về việc công ty này kinh doanh dựa trên dữ liệu của người dùng và có lợi thế chiến lược khi sử dụng dữ liệu có giá trị cạnh tranh cao này. Facebook và Amazon cũng bị điều tra tương tự. Không hài lòng với hiệu năng của các dòng chip hiện tại, Samsung đã mời gọi các cục kỹ sư Apple để phát triển chip mới cho mình. Một trong những người được Samsung mời về từng có vai trò quan trọng trong việc phát triển chip xử lý trên các thiết bị của Apple. Người này yêu cầu được toàn quyền kiểm soát và lựa chọn đội ngũ kỹ sư tham gia vào quá trình thiết kế chip của Samsung. Ngoài ra, Samsung cũng mời các cựu kỹ sư của AMD tham gia dự án. Samsung đã quay lại sử dụng thiết kế lõi RAM ARM gốc trên chip Exynos, nhưng họ vẫn phát triển lõi chip mới tùy chỉnh của riêng mình. Trước đó, Samsung đã đóng cửa các bộ phận thiết kế CPU vì chip xử lý sử dụng lõi Mongoose có hiệu năng thấp hơn so với lõi ARM. Hãng này cũng không hài lòng về hiệu năng của các dòng chip sử dụng lõi Cortex-X nên họ đang tìm cách để phát triển một dòng chip mạnh hơn. Gã khổng lồ Hàn Quốc đang làm việc với Google để thiết kế một chip mới, đồng thời đang kết hợp với AMD lên chip Exynos. Việc sử dụng các cục kỹ sư của Apple cho thấy cả Samsung và Qualcomm sẽ sớm đưa ra chip xử lý mới có hiệu suất tốt hơn, tương đương với chip xử lý của Apple. Và đó là những tin tức hot nhất của Apple trong kỳ này. Các bạn cảm thấy những thông tin này như thế nào? Đừng quên để lại bình luận nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Bye bye.